Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con đây dâng cho lên Ngài. Lời Chúa con khao khát Ngài bằng hết con thân này, Giêsu ơi, xin Ngài nhận lấy. Xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con Thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đó đây Chúa ơi, lạy Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con đây dâng tròn lên Ngài. Lạy Chúa con khao khát Ngài bằng hết cả thân này, Giêsu ơi, xin lên hồn ta hãy lời khen Đức Giê-hô-va. Cái lời Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả của chúng con. Ôi Chúa ơi, sáng nay là ngày thánh lễ. Con lời khen Chúa. Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi dùng cái đề tài là sống một đời sống như là một món quà cho Chúa. Món quà của Chúa cho tôi là cuộc sống của tôi. Nhưng những gì tôi làm với nó là món quà của tôi đối với Chúa. Tôi không biết làm gì, không thuốc thang, không có gì hết. Thế thì chỉ cầu nguyện thôi. Cuộc sống của con bây giờ không biết như thế nào, nhưng mà nếu con còn được sống ngày nào, các bác các chú nói vậy, thì hãy dùng cái cuộc sống đó để là món quà cho Chúa khi nào có cái đau này. Ba tôi gật đầu. Nếu chúng ta có hứa gì với Chúa trong cái sự có thể là bệnh tật nào đó, mình hứa gì với Chúa trong cái sự có thể đó là đổi giác nào đó trong cuộc đời chúng ta hứa gì Chúa, thì hãy nhớ rằng là chúng ta phải dâng cái đời sống chúng ta như là một món quà cho Chúa hàng ngày để có thể Chúa định đó. Đầu tiên hết, tại sao và làm thế nào để tôi có thể bày tỏ đời sống của tôi như là một món quà cho Chúa? Chúng con có vài điều thôi, buổi sáng nay có vài điều thôi. Tại sao tôi làm gì đó là bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đáng được cảm tạ. Hỡi người công chính, hãy vui mừng để Đức Chúa Trời và cảm tạ danh tánh của Ngài. Của Ngài cảm tạ gì cái gì? Cái thánh cảm tạ gì? Thi Thiên 97 câu 12 phần B. Cảm tạ gì? Cảm tạ danh tánh của Chúa, tức là Đức Chúa Trời là đấng thành thánh, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng vô sự bất tri. Nói chung là những danh tánh của Chúa ở trong Kinh Thánh.
và chúng ta có bổn phận là con cái Chúa. Khi chúng ta được Chúa ban cho sự sống thì chúng ta biết dùng sự sống đó để cảm tạ danh thánh của Ngài. Mà chơi được thì nói gì vậy? Chi tiêu trong 45 câu số 3 này nói gì vậy? Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi. Có nghĩa một lần nữa Đức Chúa Trời là đáng được cảm tạ và ca ngợi. Còn tất chúng ta hát rất là ít nha, tôi nói rất là ít. Hội Thánh Mỹ họ hát, quý vị vào đây đi, cái giờ sau này có hội Thánh Mỹ họ hát nửa tiếng đồng hồ luôn, nửa tiếng luôn. Tại vì họ nghĩ rằng đây là con thánh Chúa đó, là dâng lên Chúa lời cảm tạ bằng sự ngợi khen. Ở đây nói gì? Ở đây đó là bởi vì sự ca ngợi đối với Đức Chúa Trời là đáng, là việc làm đáng, đáng và làm. Và cảm tạ danh thánh của Ngài bởi vì qua sự ca ngợi. Có bài kinh thánh nào mà không có lời cảm tạ Chúa không? Hầu hết 99% là những bài kinh thánh hymn book là những bài ca ngợi Chúa. Do đó khi chúng ta hát ở đây, tôi ước ao quý vị cảm ơn Chúa thì các ban thanh tráng là ban người lớn của chúng ta hát rất là đông. Nhưng mà bên cạnh đó, quý vị nhớ là quý vị ngồi dưới chúng ta cũng lớn tiếng ca ngợi Chúa. Một lần không có thể không biết là đó, lần sau chúng ta nhớ chúng ta hát lớn lên. Quý vị có biết trong ngày thờ phượng Chúa đó thì ai là người khán giả? À, khán giả, đúng rồi. Ai là người khán giả? Tôi đứng đây tôi đang nói chuyện với quý vị về lời Chúa, ai là người khán giả? Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là khán giả, không phải là quý vị. Bởi vì khi mà tôi soạn bài giảng này, tôi ngồi xuống tôi khóc. Bởi vì nói Chúa ơi, con nói gì được không? Con nói như vậy được không? Chúa, con nói gì được không? Chứ không phải là quý vị, con chen dài, chen ngắn, dở, không thành vấn đề với tôi. Vì vậy tôi nói, thì nhớ như vậy, tôi đứng đây như vậy, quý vị đứng đây hát như vậy, Chúa là đứng, là khán giả nó gì dễ hiểu. Ôi, thầy đã cẩn thận, mọi người phải cẩn thận. Không phải muốn nói gì nữa, cũng không phải muốn hát gì hát, không phải như vậy. Tôi nói thật quý vị, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta đứng ở đây thờ phượng Chúa, dù là hát hay là chia sẻ hay là bất cứ cầu nguyện cầu thay là bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời là Origin, tức là Chúa là khác vậy. Bây giờ tiếp theo là gì? Làm thế nào để tôi bày tỏ lòng biết ơn Chúa? Đó thì tôi nói đây. Đầu tiên là gì quý vị? Ca ngợi Chúa từ trái lòng của tôi. Đó ai cũng biết nói là từ nãy giờ chúng ta đang nói. Ở đây Chúa nói gì? Thi Thiên trong 47 giống như gì? Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta đang hát bài ca cảm tạ Chúa. Từ nãy giờ chúng ta có ngay cả cái bài hát dâng hiến của mình. Xin dâng hiến hết thảy cho. Chúng ta có dâng hết thảy không? Chúng ta hát mỗi tuần dâng hết thảy gì Chúa? Dâng hết thảy cái gì? Chúng ta vẫn hát phải không? Cụ thể đi. Ở đây nói là gì? Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va. Ở trong Kinh Thánh là có cái chữ là đánh đàn ha mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Đàn ha là đàn gì? Ở đây có ai biết đàn hạt không? Đàn hạt đấy. Đó là đàn hạt. Cái để ý mà trong cái bài hợp xướng. Hợp xướng là hợp xướng, tiếng Việt hợp xướng. Nhưng mà cái hợp xướng là sao quý vị? Bài hợp xướng là phải là hát thường. Ở ngoài đời họ gọi là hợp xướng, tức là có nhiều loại đàn lắm. Nhưng mà nếu bài hợp xướng nào mà có đàn hạt là bài hợp xướng đó vĩ đại. Phải nói gì? Cái đàn này nó lạ lắm. Từ ngày xưa rồi, từ thời xưa rồi, chứ không phải mới đây, không phải guitar, không phải mới đây. Đàn vĩ cầm là số 1, nhưng mà đàn hạt đây one plus, tức là còn hơn vĩ cầm. Tại sao nó hơn? Hỏi tại sao nó hơn? Vì nó thô quá, học quá. Tại vì nó có những âm thanh mà đàn vĩ cầm không có. Hãy ngày xưa chúng ta nói rồi nhé, cái thánh nó nói rồi, hãy lấy đàn hạt mà ca ngợi Đức Chúa Trời, tức là lấy một cái dụng cụ tối cao tối thượng để mà ca ngợi Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va. Vì thế từ lời nói, lời hát cho đến dụng cụ phải lấy một điều tốt nhất để mà dâng cho Chúa. Như vậy khi chúng ta ca ngợi Chúa thì từ đáy lòng chúng ta biết rồi.
Nhưng bên cạnh đó hãy sử dụng những cái dụng cụ tốt lành tốt đẹp nhất để dâng cho Chúa. Như vậy chúng ta thấy tôi ngợi ca ngợi Chúa là một phần trong đời sống của tôi dâng lên được sự cảm tạ. Con cảm tạ Chúa bằng lời ca tiếng hát từ trái tim. Làm thế nào tôi bày tỏ lòng biết ơn qua đời sống của tôi bởi sự cầu nguyện Chúa từ trái tim của tôi. Thi Thiên trong đây năm một lần nữa nói dữ vậy. Hãy ca ngợi Đức Chúa Đức Chúa Ba, chúng ta đã nói rồi. Và bài gì? Cầu cẩn danh của Ngài. Cầu cẩn là cầu nguyện. Tại là khi chúng ta bắt đầu sự cầu nguyện thì chúng ta thường nói gì? Lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, hay là lạy Đức Chúa Giêsu Christ dấu hiệu của con. Tức là chúng ta đang nói chuyện và cầu cẩn danh của Chúa. Rất rõ ràng. Chúng ta không phải đọc những cái bài kinh, nhưng mà chúng ta nói với Chúa với cả tấm lòng chúng ta từ đáy lòng trong sự cầu khẩn danh của Chúa, danh của Chúa. Quý vị nhớ nha, khi mà quý vị Chúa Kỳ An chúng ta nhớ cùng cầu nguyện cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, bởi vì cái đó là cái điều mà Chúa đẹp lắm. Cảm ơn Chúa không phải là chuyện lớn chúng ta mới đứng lên đây cảm ơn Chúa, nhưng mà những cái chuyện rất là đơn giản bình thường không sự cảm ơn Chúa. Tôi nói thật, mỗi lần tôi ăn tôi thấy ngon quá quý vị. Ồ, cảm ơn Chúa, mày đang ngon quá. Cảm ơn Chúa. Tôi nói thật quý vị, cảm ơn Chúa cái đi. Có những lúc mà chúng ta không còn có thể ăn ngon được, hay là biết tới nào, thân xác chúng ta nó sẽ là sao? Thân xác con người chúng ta sẽ thôi quá, bệnh tật, hay là thế này thế kia. Khi chúng ta còn có hơi thở, khi chúng ta còn có thể ăn ngon được, khi chúng ta còn thích, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín ban cho chúng ta. Những gì chúng ta hứa Chúa thì nhớ chúng ta là nhớ trong sự ca ngợi Chúa, nhớ trong sự hiểu biết dâng cho Chúa, dâng hiến cho Chúa. Thành ra một lần nữa buổi sáng nay chúng ta nói về hai điều. Bởi sự cảm tạ của Chúa qua môi miệng chúng ta trong sự ca ngợi Chúa. Quý vị một lần nữa tôi kêu gọi quý vị, nếu chúng ta có thể hát được cho Chúa bước lên đây một năm có một hai lần không có nhiều, môi miệng Chúa chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng mà lần sau chúng ta nói thêm, nhưng mà cũng môi miệng chúng ta làm gì? Giới thiệu Chúa cho người này, cái đó rất quan trọng. Lát nữa từ sau chúng ta học thêm hơi dài. Bởi sự tạ ơn Chúa bằng môi miệng của tôi, trong đó có sự nói về Chúa cho người khác, tôi có thể không nói được nhiều bởi vì tôi không phải là sư truyền đạo, hay là, nhưng mà tôi có thể đem cái lời Chúa đưa cho họ. Tuần sau chúng ta đi sâu hơn một chút, nói về ở đây mình nói là gì, làm thế nào để tôi có thể bày tỏ sự tạ ơn Chúa qua cuộc đời của tôi mà Chúa đã cho tôi. Như tôi nói từ đầu rất là quan trọng, từ đầu tôi nói với quý vị, món quà của Chúa cho tôi là cuộc sống này, và tôi phải dùng cái điều đó như là món quà cho Chúa lại. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà tôi thấy được chân lý này, bởi vì những gì tôi có ngày hôm nay là Chúa ban cho. Chúa ban cho từ tiền bạc, quý vị là những người lớn tuổi, vì là những người có thể là Chúa ơi, Chúa cho chúng ta có tiền già, chúng ta có tiền bệnh, chúng ta hao sinh luôn vậy. Vì biết cái đó thế quá. Chúa cho ban cho về thuộc thể, cho cuộc sống của chúng ta rồi, nhưng mà thuộc thể Chúa cũng cung cấp cũng đầy đủ lắm. Thì cái đời sống chúng ta phải sống như thế nào để đẹp lòng Chúa qua sự cảm tạ, lời nói của chúng ta qua sự ca ngợi Chúa, qua sự dâng hiến, bởi vì một ngày của chúng ta, bàn tay chúng ta không còn nóng nữa để mà dâng hiến, không còn nóng nữa để mà có thể gặp anh em mình. Thì lúc đó chúng ta gặp Chúa. Và Chúa sẽ nói, ồ này là đầy tớ, đây là một chú tính, giống như là Chúa hứa với tất cả. Sau đây tôi nói luôn là, năm nay chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng ta sẽ có mời những khách đến để dự lễ tạ ơn. Trong đó có người Mỹ, người Việt, con cái Chúa, Trần Hữu. Nói chung chúng ta có mời. Thành ra thức ăn mà tôi để đây thì nếu không, quý vị thấy là như là 14 món này. Thật ra nó có món chính, món phụ thôi, chứ không có phải là 14 món.
Ví dụ nhà nước thì lẽ nhiên chúng ta phải có người. Tôi luôn nói hoài, tôi để đây cho quý vị. Quý vị có thể dâng cho Chúa cái phần của quý vị. Tôi có thể mua nước, không gì trở ngại đó tôi. Hay là hội thánh có thể mua nước, không gì trở ngại. Nếu bị ghi xuống là tôi mua nước, quý vị góp cái phần, tôi sẽ cảm tạ Chúa. Quý vị nhớ nè, tôi tạo điều kiện hết đó cho quý vị hầu việc Chúa. Bởi vì cái chủ đề Chúa rồi, Chúa sẽ nói, hồi đó không có nói điều đó. Cảm ơn Chúa, còn nói nhiều lắm rồi. Mọi người ta biết cái đó. Tôi có thể quét nhà trong đây được. Nhưng mà tôi chờ cho là vũ đâu. Vũ là tới là, đây tôi nói vũ lấy chỗ quét nhà. Vũ thường gì? Để làm gì? Để vũ làm gì đó không ạ? Để Chúa ban phước cho đêm mình. Tôi không lấy phương đó, Vũ làm cái đó. Chúa Đức Chúa Trời ban phương cho con cũng đi Vũ. Vũ là đi biết đó. Nó không làm được, nhưng mà ba có làm. Tôi có thể làm, nhưng mà tôi không làm. Ở đây Chúa nói gì? Hãy có một cái chê. Hội thánh mình rất là hay, cảm ơn Chúa là hội thánh mình cái ban thờ phượng đó. Trên dưới 10 người, quý vị làm ơn đọc cái thời chương trình mỗi tuần để biết là mình làm được cái gì với Chúa. Đừng ai quên. Tôi tạo điều kiện mà đưa để ai quên. Tôi không muốn ai quên. Một ngày nào đó Chúa nói là ủa sao con quên. Trong bài chương trình có ghi con làm đó mà con quên. No, tôi không muốn vậy. Mỗi người chúng ta có phần với Chúa. Mỗi người trong hội thánh chúng ta là mỗi người. Tôi tìm những chuyện này chuyện kia để mà quý vị cố gắng. Hỡi người công chính là quý vị và tôi. Hãy vui mừng đến Đức Chúa Ba và cảm tạ Đức Thánh Thần. Cảm tạ qua sự cầu nguyện, cảm tạ qua sự dâng hiến, cảm tạ qua sự nói về Chúa, cảm tạ qua sự cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta cái mùa lễ thờ này. Cái tờ giấy mời, có nhiều người nó cũng sư làm đơn giản quá. Và thật ra giấy mời cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tấm lòng chúng ta mời. Khi chúng ta mời người ta đó, chúng ta hết lòng mời. Hết lòng cái gì? Ông bà chị em đó tạo điều kiện cho họ đến để họ thể nghe được lời Chúa một lần hay là con nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở với chúng con, lời của Chúa buổi sáng nay dòng thấm trong đời sống chúng con, để chúng con biết thực sự cảm tạ Chúa qua đời sống chúng con bằng những việc làm của con, học cho Chúa đẹp lòng và Thánh Linh của Ngài ở với chúng con từ đây đến ngày của Chúa chúng con thôi. Amen. Amen. Chúng ta nghĩ đây, vì nhớ cho Hãy subscribe.
ơi.